Chào mọi người, mình là Đông Minh. Hôm nay là làm video là giới thiệu về xương rồng. Hôm nay mình xin giới thiệu về cây xương rồng Ectrophium ether, hai loại ether cũng là dạng của Ectrophium. Thì đây, như đây hiện tại là cây mình đang cầm trong tay, cây hoa màu vàng, hoa cây Ectrophium Kiko, Furukio Kiko. Các loại Ectro có rất nhiều loại, nhiều hình thù khác nhau, nhiều phố khác nhau và dễ trồng, và hoa cũng đẹp, hoa màu vàng, thường thì hoa màu vàng. Hiện tại họ thì mọi người có like tạo ra thêm hoa màu tím và hoa tua, thì vừa và dễ đồng và dễ thụ phấn, dễ dưa hạt nữa. Trước đây á, khi số lượng chưa nhiều á thì nó còn giá cả còn cao, nhưng hiện tại á thì giờ người trồng được vườn các vườn đã gieo được nhiều rồi nên giá rất rẻ, thì cũng từ 20 đến 50 ngàn, 200 ngàn các bạn có thể mua được một cây Ectrophium hay là Ester. Chờ mình sẽ xíu mình sẽ làm cái hướng dẫn để thụ phấn như này. Mình sẽ làm thụ phấn cây Ectrophium này, để phấn thì bằng cần lấy cái nhíp, lấy cái phấn bỏ vào con nhụy. Thường thì thường nên thụ chéo những cây nào đó cây khác để cho nó dễ đào và tạo ra những cái form mới, cây hoa mới. Ra đó bậc thang mình dễ dàng lắm. Nhiều người kêu là thụ phấn khó, nhưng không khó đâu các bạn. Đây mình thụ hai cây khác nhau để cho tỷ lệ đào đào trái ra hạt dễ 99%. Thì đó các bạn chỉ cần bỏ vào phấn và con nhụy và cà để thanh phấn, cái pha hạt phấn vô cái thanh nhụy để cho nó dính vô đó, chỉ cần dính một cái thôi. Mình làm nhiều thế thôi, dính một cái là đạo rồi. Thì những người mới chơi cũng nên trồng loại này vì hoa đẹp, dễ trồng, mau lớn nữa. Thì đó, mà hoa đẹp nhiều đó, các bạn nên trồng cái loại này. Mà hiện tại loại này, loại Ectrophium Phium và Ectrophium Ester thì có rất là được lai tạo rất nhiều loại, có form rất nhau, nhiều màu khác nhau, các loại lem, rồi form có gai, form không gai, rồi nói chung là rất nhiều form khác nhau, các bạn có thể lựa chọn và dễ trồng, do loại này dễ trồng mà form đẹp nên theo mình thì các bạn nên trồng mấy cái loại này. Mấy loại này á, đây mình luôn tiền mình thụ luôn mấy cái cây ghim nhà mình. Nhà mình thì trồng không có bài bản, nhưng mà mình trồng số lượng nhiều thì mình sưu tầm, là loại sưu tầm mà. Đó, các bạn thấy đó, mình sẽ quay quanh cái vườn nhà mình cho các bạn xem. Hoa ở nhà mình đó, đặc biệt là mình trồng với phương pháp để cho hoa nhiều. Đây là cây Ectrophium Miro. Mình thổ phân dễ dàng mà các bạn, và các bạn muốn chơi cái loại mà có form đẹp, mẫu mã đẹp thì nên chơi Ectrophium Ester. Đó, cái này là Ectrophium Capito, mọi người thường gọi là cây dây dê. Cây dê hoa rất đẹp, hoa này vừa to vừa trong hàm hoa có màu tím rất đẹp. Các bạn thấy rất đẹp không? Hoa to như bàn tay đó các bạn, rất đẹp các bạn. Cảm ơn các bạn. Hôm nay mình giới thiệu tới đó được rồi. Mình sẽ giới thiệu nhiều hơn nữa các loại để cho các người chơi mới chơi dễ trồng và hiểu biết về cách. Mình sẽ làm cái những video nói về cách trồng đất, cách thoát, và cách xịt thuốc, cách bón phân, rồi cách trị bệnh, mình giới thiệu các loại thuốc.
các bạn xem video nhớ like và sub cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Không đẹp không ăn tiền.
chào mọi người. Mình lại lấy làm video. Mình là Long Minh. Chào mọi người. Hôm nay mình làm video nói về cây, giới thiệu về cây Echino Correct và Echino Cardot, Echino Acid. Mình đang cầm bằng tay là cây Echino Hoa. Nhiều người nói là trồng Echino khó ra hoa, nhưng mà mình thì trồng Echino ra hoa rất nhiều. Đặc điểm của Echino có khác các loại khác á, là Echino hoa rất to, size cỡ và size của Echino hoa từ 5 đến 10 cm lần. Các bạn thấy hoa Echino to không? Mình đang cầm bên tay này. Cái này hoa này năm nào cây Echino này á, năm nào nhà mình cũng ở mà hoa rất to, mà rất hoa nữa, hoa xịt màu đỏ ở trong cái nhụy á, màu xanh và các bạn thấy vườn mình năm nào mình cũng bóc lên cái hoa này, vì nhiều người nói là hoa này trồng không ra hoa, nhưng mà riêng vườn nhà mình là năm nào cũng có hoa này ra đó. Và cũng nhiều người cái gọi điện và inbox mình hỏi là vì sao cái loại này trồng ra hoa không ra hoa mà đang nhà mình lại ra hoa. Thì đơn giản thôi các bạn, cứ trồng bất cứ loại sữa đồng nào mà muốn ra hoa thì cần nắng, các bạn cứ cần nắng, và để trồng cái sữa đồng á ra hoa là đất tơi xốp và cần nắng nhiều. Đó, như mình đang cầm bên ta đây, cây Echino đây, Echino Acid, là năm cái lọ này cũng đó, năm nào nhà mình cũng có hoa vàng to, size luôn là 10 đến 15 phân. Mà những lọ này á, mình trồng là luôn không phải là ra một lần thôi, mà ra hết cái hoa này ra hoa khác. Thì các bạn trồng cây mà đêm không sương rồng mà không có nắng là không bao giờ ra hoa. Đây cũng là một loại Echino. Cái Echino này á, mình mua ngoài chợ ra giá rất rẻ mà hoa rất to. Hoa Echino á là gần giống nửa to như hoa quỳnh. Các bạn biết hoa quỳnh không? Hoa quỳnh. Nhưng mà ở mình á có một loại Echino, Việt Nam mình có một loại Echino á là mọi người hay gọi là bí xanh, cũng ra hoa hoa màu trắng. Còn đây là hoa này là hoa dạo này mình mua từ mặt chợ đàn của núi về, các bạn nhà có bạn chỉ cần có 2-3 ngàn, bạn có thể mua một cây dài từ 3-5 cm, bạn trồng với điều kiện đất tốt, tơi xốp và có nắng nhiều là ro hay năm nào cũng ro, chứ không cần phải là cầu kỳ. Bạn thấy hoa đẹp không? Nhà mình năm nào cũng ro đó. Mà nhiều người kêu là vì đăng mà trồng sương rồng có hoa, không phải, đơn giản có ba yếu tố là trồng sương rồng là đất cần tới sốt, cần nắng nhiều và tưới nước đúng cách. Mà điều kiện là quan trọng nhất là muốn ra hoa có nắng nhiều, mà các bạn mà trồng không có nắng là không bao giờ ra hoa. Các bạn thấy hoa này là nhiều không, đẹp không, to không? To nhất Echino, muốn mà những bạn mà muốn ta chơi sương rồng á mà hoa to màu đẹp là giờ chơi Echino. Echino là hoa rất to, hoa to mà mình nói là cái bàn tay mình đưa vô là đây, như đây giờ mình sẽ thử một cái bàn tay mình vô cái hoa này nhé. Nhà mình thì đó, các bạn thấy hoa đó, hoa rất to. Hoa to và đẹp nữa. Đơn giản thôi, đừng suy nghĩ mà cầu kỳ, cứ trồng sương rồng có đất tơi xốp, hạt trồng đất của sương rồng á là hạt lớn, các bạn cứ dùng cát sỏi và có phân bò và nơi có nắng nhiều
và tưới nước đúng cách là ra hoa, chứ không cần điều kiện chi hết. Đừng nghĩ mà điều kiện chi để ra hoa. Đó, hoa rất đẹp đúng không? Các bạn xem video nhớ like và subscribe cho mình.
Lại chào mọi người, mình là Long Minh. Hôm nay mình lại làm video review về một loại xương rồng, về hoa xương rồng. Loại này thường thì mọi người hay gọi là nô tô, nhưng mà cũng có thể tên là Faradia, Faradia Conchinus. Loại này á là hoa vàng, mà loại này á thì không biết ở các miền thì sao, mà riêng ở Đà Nẵng mình thì mình trồng trên thân ghép ba cạnh, thì năm nào có nắng, nơi nào có nắng thì có hoa rất phun, hoa rất nhiều. Loại này mình thấy trồng dễ thấp ghép, nhưng mà hiện tại thì 3 năm rồi thì mình trồng hoa rất nhiều, nhưng mình chưa bao giờ mình thụ được trái, thụ được hạt để gieo hạt. Nhưng hiện tại mình vẫn là trồng ở dạng là cây tháp. Mình thấy cây tháp là loại đài hoa rất nhiều, phun hoa. Đó, hiện tại là mình đang cây của mình đang ở đây, mình trồng trên sân thượng nhà mình. Nắng nhiều và năm nào cũng rất thì cái đấy mùa nắng là cây ra phun hoa rất đẹp. Nếu mà nhà nào á, bạn nào á mà muốn chơi hoa á thì nên trồng loại này. Thì mình thấy hiện tại là loại này hoa rất đẹp, hoa vàng mà hoa nhiều, mà xuyên hoa nữa, thì mỗi lần hoa là đến 5 đến 10 cái hoa, hoa rất nhiều các bạn, hoa rất đẹp nữa. Thì mà dễ trồng nữa, loại này thì dễ trồng, chỉ cần che được tháp ghép mà đất trồng xuyên nồng thì các bạn biết rồi, dễ dàng, chỉ cần tơi xốp thoáng nước và có nắng nhiều, chỉ cần tránh mưa là loại này hoa rất nhiều. Các bạn thấy cây nhà mình đấy, ba cây này nam môn là nhà mình đều rõ hoa hết trơn á, mà hoa thật đẹp nữa. Loại này thì nhiều nơi gọi là nô tô ca tết, nhưng mà cũng có nơi gọi là Faradia Consignor. Các bạn thấy loại này nên các bạn muốn chơi hoa thì nên trồng loại này, là vì là thấy loại này dễ. Các bạn xem, mình là Long Minh, các bạn xem video thì nhớ like cho mình và bấm sub cho mình, và nếu có hỏi đáp. Không đẹp không ăn tiền.